Chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay mình có cái vợ trường bò nè, với cái lá sách, với miếng nhũ bò, mình luộc mình chấm mắm nêm, rồi mình có bông hẹ nè, bông hành, với cà rốt, với bông cải, rồi mình xào thịt bò. Thế này thì để mình nấu canh cho thằng nhóc. Mình chắc có trái khóm nè, để mình làm mắm nêm. Cũng có rau sống nữa mà mình ngâm ngoài kia là tại nó hơi héo á, có sả nữa nè để mình luộc cho nó thơm. Bây giờ mình luộc với nước dừa nha cả nhà, mình đi chặt dừa. Sáng mình cũng đi đi chọc được mấy cái dừa nè, nó hơi nhỏ nhỏ. Dừa này thì bán không được, nó nhỏ quá. Mình cho ba trái đi. Đắp lên đây. Mình cho vô thêm tí nước nè, tại nước dừa nó cũng hơi ít á. Giờ mình đập sả này nè, mình bỏ vô. Bỏ vô cái nồi luộc cho nó thơm. Có củ hành tây nữa nè, gừng nữa, mình đập gừng mình bỏ vô. Và nồi nước nè, mình cho hành tây vô, gừng vô, sả vô, cho 1 muỗng muối, nửa muỗng bột ngọt nhỏ. Cái này thì mình luộc ít thôi cả nhà, mình luộc một nửa thôi, tại vì mình cũng sơ chế rồi nè. Này là cái dừa trường bò, rồi mình lọc luộc nữa nửa cái đây, cái này nữa nữa. Giờ mình cắt cái này vô tủ lạnh mình đông đá tiếp, rồi chừng nào mình ăn mình xả ra nữa, chứ nhiều quá mẹ con ăn cũng không hết. Rồi mình luộc nữa này đi, cắt nữa. Bây giờ cái nồi nước này nó cũng sôi rồi cả nhà, mình cho cái dừa trường nè, dừa trường bò. Mình cho cái lá sách, cái này kêu chắc kêu là lá sách luôn. Cái khóm này ra cái mình cạo nó đặng làm mắm nêm. Món này thì ăn với mắm nêm nó mới ngon. Băm cũng được, cạo cũng được, nhiều cách để làm. Tại vì thấy gì cũng mắc hết, trái khóm có tí xíu gì 17.000 cái nè, mới mua nè, gần nhà bán. Chứ sáng mình cũng không có đi chợ. Cái này trong tủ lạnh này, xả ra thì ăn thôi, không đi chợ. Mình cũng cạo được hết rồi, nửa trái được rồi. Nè, cạo gì nè. Giờ mình làm mắm nêm, mình cho vô đây nửa muỗng bột ngọt nhỏ, 3 muỗng đường, tại vì mắm này nó hơi mặn á. Mình cho mắm nêm vô. À, mình cho nước sôi vô.
Mình cho nó qua cái tô khơm nè, cho nó gọng, tô khơm nãy mình cạo nè, cho nó gọng gãi. Nó nhỏ quá. Rồi, chờ, tỏi ớt nãy mình có băm nè, mình cho vô luôn. Cuốn bánh tráng mình cuốn. Cuốn tráng không? À, trụng bún. Mình tính ăn cơm mà ăn gái mà anh đòi cuốn bánh tráng. Lát mình trụng bún nè. Bún bỏ tủ lạnh trong đá nè. Lát mình trụng cuốn bánh tráng. Muốn ăn gì thì chiều cho ăn nấy. Mình nêm thử. Ngon lắm cả nhà. Tôm mắm nêm. À, hôm nay mình tính làm chỉ có một món lòng bò luộc thôi mà có ông chú xui á với mấy người em nữa qua chơi, rồi cho nên là mình làm bò xào nữa. Nhưng mà mấy người đó không có chịu vô clip cả nhà ơi, cho nên là mình chỉ quay nấu nướng gì thôi rồi lát mẹ con mình ăn thôi. Còn mấy người kia thì ăn riêng, người ta không có chịu lên sóng. Bây giờ mình cũng có bắt nồi nước sôi nè, mình bỏ bún vô để mình luộc bún nữa. Lòng bò này mấy cái giò chường này mình mua bữa 28 Tết. Mình bỏ trong tủ lạnh nè, giờ mình lôi ra. Mình ăn phân nửa cái, còn phân nửa cái mai mốt mình ăn nữa. Cái luộc hết ăn cũng không hết. Cái món này mấy người nhậu phái lắm, thích lắm. Còn mình thì cũng bánh tráng ăn với ăn cơm thôi. Mình cũng có ngâm rau đây, sớm nè, rau mình xạ bỏ trong tủ lạnh, mình gói giấy báo ra cái nó cũng bị héo á, cái nãy mình lặt sớm mình ngâm cho nó tươi. Mấy cái dưa leo nữa nè. Hết rau rồi, còn có nhiêu à. Nãy mình cũng ngâm muối rồi đó. Này cũng có ngò gí nữa mà ít. À, xào thịt bò ở đây luôn. Mình cho dầu vô. Tỏi với củ hành tím nãy mình băm nè. Bò vô mình xào. Mình xào bò trước. Nguy hiểm thôi, con đừng ăn, để cho Nguyễn ăn. Sao nguy hiểm? Nguyễn nó lớn rồi, không có nguy hiểm. Đâu có. Ăn cái giường sao chảy máu con. Thịt bò nãy mình cũng có ớt rồi, ớt miếng gia vị rồi, cho nên giờ mình không để nữa. Chờ bò nó cũng chín tái rồi, mình cho ra dĩa. Rồi mình lấy cái chảo này mình cho vô một tí dầu nữa.
Còn miếng hành, hành với tỏi nè, bỏ vô. Bây giờ nó cũng vàng rồi, mình cho cà gót vô, cà gót nó lâu chín hơn, mình cho cà gót vô mình xào. Không cải vô luôn. Còn bông hành thì nó nhanh chín. Để sao? Vô đây nửa muỗng hạt nêm này. Một tí bột ngọt. Nửa muỗng đường. Mình cho vô một chút muối cho nó chín. Bún này nó cũng nở ra rồi. Bây giờ mình đổ ra gỗ. Và một tí hạt nêm đi. Khá đậm đà. Chứ bông cải cũng chín này, mình cho bông hành vô. Này mình để bông hành rồi thì mình khỏi để hành. Để bông hành nó cũng thơm như hành vậy. Bây giờ bông hành nó cũng xèo rồi, mình cho thịt bò vô. Nhiêu đây lát mình cho ra hai dĩa, mẹ con mình ăn dĩa, còn dĩa cái mình à để khách. Bây giờ thịt bò như vậy là nó cũng chín này, mình cho vô miếng tiêu sắc gheo ra. Mình mới hái được con mới ngò gí nữa. Nó đừng chạy nữa, trời mệt đừng chạy nữa. Mình còn nửa trái thơm này mình gọt thôi mình cuốn ăn. Đang ăn nè, mình đi rửa cái miếng thơm này chứ không có gì lên nè. Cơm này. Bây giờ lòng bò này nó cũng chín này, mình gấp ra. Bây giờ mình xắt lòng ra. Chú lấy cái dĩa cho mẹ con, dĩa hộp. Chào cả nhà nha. Xin chào ông bà cô chú. À, cả nhà ơi, Chào mình cô chú. ở bên đó cũng chào cô chú nữa. À, cả nhà ơi, mình luộc cũng xong rồi. À, xào mì rồi với giờ mình cuốn bánh tráng với rau sống rồi. À, mời cả nhà cuốn bánh tráng với hai mẹ con nha. Ông bà cô chú ăn. Cuốn bánh tráng. Cứ minh chế. Chào cô chú ăn trái dừa. Nàng chơi dừa nó kêu nó mời chơi dừa. Ừ, cắm lại đi. Có cải. Mình cho miếng lá sách vô. Vú vú bò. Cười. Thì cả nhà ăn bánh tráng cuốn với lòng bò nha. Cuốn nghệ bánh tráng cuốn còn một xíu. À, ăn.
nguyện mời cô chú bo, mời cô chú mẹ bá bai ạ. Ừ. Mẹ có nhà. Bá bai chạy nhà mẹ hả? Rồi xong bà cô chú nhìn mặt đó ra. Hỏi đó đâu thấy mặt không? Đó nè. Đó nè. Chào ông bà cô chú. Chào cô chú. Ông bà. Ông bà cô chú. Dạ. Mình ăn thử miếng nhũ bò không? Hỏi mày cả nhà ăn miếng nhũ bò nha. Có sữa nữa. Có sữa không? Hả? Có sữa không? Dặn dặn á. Thôi nhồi. Ừ. Ăn bằng đầu á cả nhà. Nó bùi bùi bột bột. Mềm. Cũng ngon á. Béo béo. Mấy cái con này sao mà nó bùi. Nó bùi bùi. Bột bột béo béo ngon á. Ở bún đâu? Ủa bún. À hả? Ăn đã đợi quên bún cả nhà. Bún nãy mình luộc nè. Quên bún nè. Nãy quên bún kìa. Miếng cơm mình ăn cả nhà là biến cố. Bấy miếng cơm mình ăn. Ăn gì cũng không qua cơm. Mày cả nhà ăn miếng thịt bò sẵn. Con biết tại sao mẹ mẹ ăn cơm không? Tinh bột á. Rồi giờ mình chấm mồ hôi. Thôi chắc là đỡ á, chắc tí là bò ra. Cắt nhìn được. Nhưng mà có nấu không? Mà cả nhà ăn miếng dầu trường á. Mấy cái ngon này hàng chi nó mắc. Nó giòn giòn. Ngon. Khác biệt quá. Mẹ được ăn được khấn, còn con ăn không được. Tại không ăn không được. Hả? Tại không ăn. Ăn không thì là ăn khớm không thì không được ăn này đỡ. Tại sao tiền lệ xì của ba lại lấy được có 10 ngàn không vậy? Chứ đâu phải như con nhiều con tấm hết trơn. Mẹ ơi, có tiền nè. Do mẹ hả? Ừ. Ừ. Cảm ơn nha. Dạ. Có 10 ngàn. Mẹ cho hết rồi. Bo hết tiền rồi. Bo hết tiền rồi. Mua súng mua súng dưỡng trường nha. Ừ. Nó sợ như nó đòi hỏi mua cho nó. Mua chút ta đi mua cho. Đâu có bán mà. Nhầm dòng biết đâu nó tưởng chừng. Cảm ơn mẹ. Nó bùi bùi. Bột bột ha. Rồi, hai mẹ con mình ăn lòng bò cuốn bánh tráng đến đây cũng đã xong rồi. Hẹn cả nhà video kế tiếp nha. Bye bye. Bye bye ông bà cô chú.